Hello anh em, chào bạn quay trở lại với kênh của Rỗi2P nha. Và gần đây thì anh em hỏi mình về cái thiên đỉnh cũng nhiều lắm. Và mình ấn vào game thì thấy game đã gửi thông báo cập nhật rồi các bạn. Mới cập nhật game vào ngày mùng 5 tháng 12 thôi. Và hôm nay 20 tháng 12 game đã chuẩn bị cập nhật tiếp rồi. Và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái bản cập nhật 1.064 dạo đầu băng tuyết này. Để xem là liệu bản cập nhật lần này nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái điều gì thú vị nha mọi người. Về thời gian cập nhật thì sẽ cập nhật vào khoảng 20 tháng 12, tức là còn đâu đó khoảng một tuần nữa. Mình nghĩ là sẽ có cái event cho bạn chơi vào cái đợt Noel mà thôi. Và đầu tiên chúng ta có đó là chuỗi sự kiện Giáng sinh. Đầu tiên là sao Giáng sinh này hoàn tất nhiệm vụ trong kỳ hạn 7 ngày để nhận phần thưởng hậu hĩ. Mình cứ tưởng là hậu hĩnh chứ. Về cái phần thưởng này thì đã chơi rất là nhiều rồi, anh em không còn quá là xa lạ nữa. Các bạn sẽ làm nhiệm vụ trong vòng 7 ngày và các bạn làm được càng nhiều nhiệm vụ ấy thì các bạn sẽ càng nhận được nhiều cái chọc tím. Mà thực ra thì chọc tím trong game này nó cũng chả quan trọng mấy đâu, nhất là khi các bạn đã chơi đến tầm khoảng hết KVK1, hết KVK2 đã bắt đầu chọc tím rất là nhiều. Ở đây mình có tới là 7.600 cái chọc tím. Về sau chọc tím chỉ dùng để góp ở trong cái sự kiện free KVK giúp các bạn đổi chọc vàng mà thôi. Thứ hai chúng ta sẽ có là hương vị vạn quốc, ghé thăm chợ phiên huyên náo, đi tìm hương vị trong ký ức. Cái này thì kiểu chấm hỏi các bạn. Sự kiện thứ ba chúng ta có là xe tuyết Giáng sinh, thu thập sao Giáng sinh để nâng cấp xe tuyết và nhận phần thưởng. Cái này thì khả năng cao, rất là cao luôn. Nó sẽ là sự kiện 7.000 gem nha. Như thế nào là sự kiện 7.000 gem thì các bạn cứ biết trước đó là một sự kiện mà các bạn sẽ bỏ ra 7.000 gem để các bạn mở khóa cái cột thưởng của nó. Và nó rất là ngon anh em, sự kiện ngon nhất game luôn. Các bạn đừng có hỏi mình là có nên bỏ game ra chơi hay không. Chắc chắn 100% các bạn phải bỏ game ra để chơi sự kiện này. Không chơi sự kiện này thì tốt nhất là đừng chơi sự kiện gì hết nữa anh em ạ. Nó ngon hơn cả tiêu game, ngon hơn cả đập trứng luôn. Tiếp theo chúng ta có là tặng phẩm băng tuyết, sao sáng lung linh tô điểm đêm đông, thu thập sao Giáng sinh để đổi qua. Cái này thì nó chính là cái sự kiện bổ trợ cho cái sự kiện thứ ba, tức là các bạn sẽ thông qua ba cách là thu thập tài nguyên trong thành phố này, thu thập tài nguyên trên bản đồ và đánh bại người ban rợ để các bạn lấy cái sao Giáng sinh này. Sau đó các bạn sẽ dùng sao Giáng sinh để các bạn nâng cấp cái xe tuyết. Cái này thì rất là đơn giản rồi, các bạn chơi game khoảng cách đây 2 tháng trở lại ấy, là chắc chắn các bạn đã biết cái sự kiện kiểu kiểu như vậy rồi. Ý thứ năm là rất là mừng luôn, chúng ta đã có sự kiện thiên đỉnh sức mạnh, tăng sức mạnh để giành lấy chủ đề thành phố hoàn toàn mới. Lần này thì chưa biết chủ đề thành phố là gì đó, nhưng mà mình phải nói trước anh em, đó là anh em nên luyện lính trước đi. Ở đây mình đã luyện sẵn mỗi loại là 20.000 lính T5 rồi, thì khi mà thiên đỉnh nó ra ấy, mình có thể ngay lập tức là có 800.000 pao, chính xác hơn là 880.000 pao đấy, bởi vì mỗi nhà nó sẽ luyện được là 22.000 lính T5. Thì trong sự kiện thiên đỉnh các bạn úp 1 triệu pao các bạn sẽ nhận được là 5 chọc vàng. Còn nếu các bạn nằm trong top 10 các bạn sẽ được một cái skin nhà rất là ngon. Ở về skin nhà đợt này thì có một số thông tin đang đồn rằng nó là skin cộng 8% máu tất cả loại quân. Mình thì mình không xác thực thông tin này bởi mình thấy là nó khá là vô lý. Mình vẫn nghĩ là nó có thể là nhà kỵ hoặc là nhà sát thương kỹ năng gì đó. Còn nếu mà là nhà 8% máu thì chắc chắn nó sẽ là một cái nhà đua vô cùng khốc liệt nhé anh em. Sự kiện thứ 6 là độ hải tranh phong, nghinh phong đón gió, dương buồm ra khơi, lại cùng đi một chuyến hải trình kỳ thú. Cái này thì bó tay luôn anh em, có thể là sự kiện đẩy thuyền ra mắt đánh lại, mình đoán thế. Và cuối cùng chúng ta có là sự kiện huấn luyện vũ trang, thách đấu bậc thầy vũ trang Loha, kẻ trở nên mạnh hơn sau mỗi trận chiến và ngài có thể trụ được bao lâu. Về cái sự kiện huấn luyện vũ trang này thì mình đã làm rất là nhiều video hướng dẫn ăn top 1 rồi. Các bạn có thể lên YouTube các bạn search là huấn luyện vũ trang Rock F2P thì sẽ hiện ra rất là nhiều video của mình. Ngoài ra thì mỗi lần ra sự kiện này bộ skill nó sẽ khác một chút, nên là có thể khi nào mà ra sự kiện thì chúng ta sẽ cùng livestream để đua top huấn luyện vũ trang nha anh em. Đến với những cái thay đổi thứ hai trong giải đấu hoàng hôn hẻm núi thì các bạn có thể thi đấu với các thống đốc đến từ 4 vương quốc trong cùng khu vực. Thì kiểu là 4 vương quốc này nó sẽ là 4 cái vương quốc khởi đầu cho các bạn ấy, đặc biệt là ở những kingdom mới. Khi mà những cụm kingdom mới, nếu mà anh em chơi lâu ấy mà anh em không để ý những kingdom mới ấy, thì bây giờ kingdom mới người ta không phân thành 8 cụm như ngày xưa nữa, mà người ta sẽ phân thành một cụm là 4 kingdom như thế này. Và cái sự kiện này sẽ bắt đầu thứ hai, kéo dài 3 tuần và bao gồm 1 tuần dự tuyển, 1 tuần đấu và 1 tuần triển lãm quán quân. Cái này khá chấm hỏi, mình sẽ quan tâm đến phần quà nhiều hơn là cách chơi. Và quy tắc chiến đấu trong giải đấu giống như trong Hoàng hôn hẻm núi. Và lưu ý, giải đấu Hoàng hôn hẻm núi chỉ dành cho các vương quốc ở trong mùa chuẩn bị, tức là các bạn mà đang ở trong KVK ấy, thì các bạn sẽ không có cái giải đấu này. Nhưng mà đổi lại ở trong map KVK thì các bạn sẽ có sự kiện hẻm núi đã mất, nó cũng khá là ngon. Tiếp theo chúng ta có là cải tiến mùa chinh phạt, thêm lời nhắc xác nhận khi dùng vật phẩm dịch chuyển trong sự kiện vương quốc đã mất. Lời nhắc sẽ hiện lên khi ngài dùng vật phẩm dịch chuyển để dịch chuyển tới lãnh thổ của liên minh khác. Nếu mà các bạn chưa chơi map chinh phạt bao giờ thì có thể các bạn chưa biết, đó là ở map chinh phạt thì các bạn có thể dịch chuyển đến lãnh thổ của những cái đồng minh của các bạn ở trong thùng trại. Tuy nhiên khi mà các bạn đứng ở trên cái lãnh thổ đó ấy, thì các bạn sẽ vẫn bị rally như bình thường, tức là các bạn hoàn toàn có khả năng bị zero.
Còn ngược lại, nếu các bạn đứng trên lãnh thổ của chính liên minh các bạn ấy, thì các bạn sẽ hoàn toàn không có sợ bị rally. Ở đây là một cái điều chỉnh mình nghĩ là khá là cần thiết, đặc biệt là đối với những người chơi mà người ta thường không chú ý lắm tới cái vấn đề lãnh thổ. Thêm bùa lợi bậc thầy tinh nhuệ cho vòng đầu tiên của Vinh Quang Dĩ Vãng. Có bùa lợi bậc thầy tinh nhuệ, nếu đội quân của ngài tấn công một đội quân kẻ thù có bậc đơn vị thấp hơn thì đội quân của ngài sẽ chịu một số lượng thương nặng ít hơn. Lưu ý rằng bùa lợi này không áp dụng khi tấn công hay bảo vệ một thành phố. Có nghĩa rằng đây chính là dấu chấm hết cho cái con bài gọi là Meta T1, thậm chí là cả Meta T4 luôn nha mọi người. Bởi vì ở đây đó là áp dụng cho tất cả đơn vị thấp hơn. Và nếu mà các bạn chưa biết meta đánh T1 là gì ấy, thì meta đánh T1 chính là meta mà các bạn sử dụng những cái loại lính T1. Các bạn sẽ tận dụng cái việc những cái đơn vị lính này nó chữa chỉ mất có 3 giây mà thôi, và nó không tốn vàng để các bạn đánh. Và nó rất là lợi hại nha anh em, các bạn có thể kiếm được rất là nhiều điểm kill mà lại gần như không mất tăng tốc. Chính xác hơn là không mất tăng tốc luôn đấy, đến từ những cái đơn vị lính này. Và mình cũng đang luyện ở đây là 200.000 lính T1 rồi, đang định KVK ra áp dụng, thì ngay lập tức là game họ đã chặn luôn anh em. Đó, sắp tới là anh em đánh T4 là cũng thiệt thòi hơn khá là nhiều. Khi mà các bạn gặp nhiều T5 ấy, thì các bạn sẽ bị một cái bất lợi rất là lớn. Mình không biết là tỷ lệ nó giảm là bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là sẽ không còn ngon như trước đây nữa. Thì đây là một cái động lực để anh em đánh T5. Mình thì mình luôn thích đánh T5 hơn là đánh T4. Nên là đối với mình thì mình cũng không có vấn đề gì. Hết red thì đi đào thôi các bạn. Và đây thì game có bổ sung thêm, đó là tính năng là tính điểm tầm xa của thống đốc. Tấn công tầm xa thì chỉ làm thương nhẹ đơn vị, tuy nhiên nếu ngài giết hoặc làm bị thương nặng một đơn vị đội quân kẻ thù, ví dụ bằng đội quân cận chiến trong tấn công kẻ thù bằng đội quân tầm xa, ngài sẽ nhận được một điểm tầm xa. Cái này nó hơi dài dòng. Có thể xem điểm tầm xa hiện tại trong mục thống kê tiêu diệt trong hồ sơ. Điểm tầm xa được tính riêng với điểm tiêu diệt. Ồ, và chỉ tính điểm tầm xa trong vương quốc đã mở khóa tính năng đội hình. Thì ở đây mình đang khá là chấm hỏi. Game nó có ghi là giết hoặc làm thương nặng một đơn vị đội quân kẻ thù và lại còn ví dụ bằng đội quân cận chiến trong khi tấn công kẻ thù bằng đội quân tầm xa. Ở đây thì mình có thể hiểu nôm na đó là các bạn, ví dụ 5 đội quân đi, các bạn cắm 2 cái chòi, còn 3 cái đội quân còn lại các bạn tấn công. Thì nếu mà các bạn làm thương nặng một đơn vị của kẻ thù ở trong cái thời gian đó thì các bạn sẽ nhận được cái điểm tầm xa này. Cái này thì kiểu khá là chấm hỏi, kiểu như là sẽ giúp các bạn hình dung được người chơi đó là một người chơi hay cắm chòi hay là một người chơi thích đánh cận chiến. Cái này thì rất là thắc mắc anh em, mình cũng chưa thể nào có thể gọi là giải thích hợp lý cho anh em được. Chúng ta cần phải game cập nhật xong mới biết. Ở đây thì có bổ sung thêm quán rượu hồng đồ và quán rượu tranh đoạt. Nếu ngài đã nhận trạng thái hồng đồ hay giành giật trong sự kiện vương quốc đã mất, ngài sẽ được phép tuyển mộ chỉ huy tại quán rượu tương ứng. Trước khi bắt đầu tuyển mộ, ngài có thể chọn chỉ huy ưu tiên để tăng cơ hội tuyển mộ được họ. Nếu các bạn chưa biết thì trong những cái bản cập nhật sắp tới thì sẽ có xuất hiện cái hệ thống hồng đồ, tức là những cái liên minh mà các bạn giành chiến thắng KVK ấy, và các bạn chiếm giữ đại Ziggurat, thì bên cạnh cái việc mà các bạn giành được một cái ngôi sao liên minh thì các bạn sẽ nhận được thêm một cái chứng nhận hồng đồ nữa. Và cái chứng nhận hồng đồ này nó sẽ có giới hạn và phát cho một cái số lượng thành viên nhất định của liên minh. R5 hoặc R4 gì đó sẽ phát nha các bạn. Tức là đây sẽ là một cái quán rượu kiểu nâng cấp ấy. Mình thì cũng không quan tâm cái này lắm, bởi mình khá là chắc kèo với các bạn là các bạn vẫn sẽ phải dùng chọc vàng để mắc tướng mà thôi, chứ còn mấy cái này chỉ giúp các bạn triệu hồi thôi. Ở đây chúng ta tiếp tục có là cải tiến sự kiện nhập môn, đó là bổ sung sự kiện nghi lễ tái tạo. Trong khi sự kiện diễn ra, ngài có thể cài lại kỹ năng, cấp độ và tài năng của một chỉ huy mà ngài sở hữu trong nghi lễ tái tạo. Tất cả tài nguyên dùng để nâng cấp chỉ huy sẽ được trả về kho đồ. Có nghĩa là sách này, chọc vàng và sao vàng các bạn sẽ trả về hòm đồ hết. Và tính năng này chỉ áp dụng cho những nhân vật mới. Và trong cái đàm thoại với nhà phát hành đợt trước ấy, nếu mình không nhầm thì chỉ những nhân vật mà các bạn mới tạo được trong 15 ngày đầu tiên thôi thì các bạn mới được áp dụng cái tính năng này. Còn ông nào mà chơi lâu mà lỡ dồn tượng vào khan béo hay Ramset giống như mình đi là không có được trả đấy anh em. Giao diện của sự kiện hoàn trả anh hùng sẽ được tối ưu để trao đổi huy hiệu trung thành dễ hơn. Cái này thì mình cũng chả biết đó là cái gì, hơi chấm hỏi một tí. Tiếp tục chúng ta sẽ có các thay đổi khác. Trong sự kiện nguy cơ Seroli, hiệu ứng kỹ năng suy yếu có thể chọn đã được điều chỉnh này. Cái này mình không quan tâm lắm, Seroli đánh khá là dễ. Đối với những vương quốc đã mở khóa tính năng đội hình, thao tác thu hồi vũ trang sẽ được tối ưu. Cái này thì cũng đơn giản luôn, hiện tại còn chưa có vũ trang để chơi chứ người ta cứ điều chỉnh vũ trang hoài. Trong tương lai, để duy trì một sân chơi công bằng trong vương quốc đã mất, mỗi khi máy chủ bảo trì, chúng tôi đã tạm dừng tất cả tiến độ xây dựng, hồi phục, mất mát độ bền, thời gian hồi lại khi cứu hỏa công trình đang cháy. Thì đây là một cái điểm chí mạng vào những cái liên minh mà hay chơi cái bài đó là cứ bảo trì thì các bạn xây pháo đài để các bạn móc vào cái khu vực của đối thủ. Thì sau bản cập nhật lần này các bạn sẽ không sử dụng được nữa. Và cái chiến thuật này nó đã được sử dụng cách đây chắc phải cả 5 đến giờ ấy, bây giờ mới fix anh em ạ. Và cuối cùng chúng ta sẽ có là chế độ huyền thoại cho các sự kiện ca khúc của Ian này, nguy cơ Seroli và huấn luyện quân đội. Hoàn tất chế độ bình thường của từng sự kiện để mở khóa chế độ này, giành chiến thắng trong chế độ huyền thoại sẽ nhận phần thưởng xịn hơn.
Ở đây không biết phần thưởng xịn hơn là cái gì, tuy nhiên thì cũng là một cái điểm sáng cho những cái sự kiện đã khá là cũ ở trong game để chúng ta có cơ hội nhận nhiều quà hơn. Và cái chế độ huyền thoại này chỉ áp dụng cho những vương quốc đã hết KVK1 nha. Ok, như vậy là chúng ta vừa đi hết cái bản cập nhật 1.064 với cái tên đó là Dạo Đầu Băng Tuyết. Và các bạn có thể kéo xuống dưới cái phần thông tin này để các bạn nhấp vào đây để gửi phản hồi thì các bạn sẽ nhận được phần quà trong vòng 5 ngày nha. Và theo các bạn, trong bản cập nhật lần này thì nhà thiên đỉnh sẽ cộng nhà gì nhờ? Mình thì mình vẫn thiên nó là về nhà kỵ hoặc là một cái nhà cộng tất cả chỉ số loại quân. Mà nếu thật sự nó là nhà cộng tất cả máu bộ thì nó lại ngon quá. Anh em nhớ để lại bình luận cũng như ý kiến về những thay đổi bản cập nhật lần này ở dưới phần bình luận nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.